đơn đó thiếu vắng cái tình của người chồng hay là người vợ, thì giao tế với cái người khác giới phái trong tình huống này đó, trước nhất nó như là cái mối đồng cảm, và về lâu về dài đó, cái ranh giới của sự đồng cảm để dẫn đến cái tình yêu đó, nó chỉ là cái tích tắc hay là một cái sợi chỉ rất nhỏ của nhận thức thôi. Ranh giới đó rất dễ dàng bị phần lớn chúng ta vượt qua, và khi đã vượt qua rồi đó thì nó rơi vào cái hoàn cảnh rất là khó xử. Tiến tới đó thì có lỗi, mà dừng á thì đôi lúc bị tiếc nuối. Cái khoảng trống á trong đời sống tình cảm tạo ra sự cô đơn vẫn tiếp tục là một mối ám ảnh, cho nên dừng trong tình huống này là một giải pháp rất tốt. Vấn đề đặt ra là sau khi dừng rồi đó, có một số người đó lại muốn là bày tỏ cái việc vun trồng của mình cho người chồng của mình hay cho người vợ của mình, để mong được sự lượng thứ, để cho người kia có một ý thức rất rõ rằng là cái nhu cầu mà nếu không được thỏa mãn sẽ bị khỏa lấp bởi một người khác. Thì câu trả lời nó sẽ đặt ra ở chỗ là đối tượng mà ta sẽ chia sẻ và mong họ có được cái cảm thông như thế là thuộc về cái dạng người cảm thông trên nền tảng của sự rộng lượng, hay là khi bị một ấn tượng đó là có thể dẫn đến sự là tuyệt tình. Phải hết sức là chính chắn trong vấn đề đặt ra cái câu hỏi cho bản thân mình như thế, để chúng ta nên biết là mình nói cái gì ở mức độ nào. Dừng á là cái quan trọng nhất, rồi sau đó ta có thể chia sẻ với cái người luôn luôn bận rộn với công việc làm ăn giao tới xã hội mà quên đi gia đình, để cho cái nỗi cô đơn trống vắng. Và dĩ nhiên khi mà ta trình bày một cách khéo léo, có nghệ thuật, không có trách móc, và ta chỉ khẳng định như một cái thông điệp rằng là không có anh là em cảm thấy cô đơn mất hạnh phúc nhất, giàu cho nhà cao cửa rộng, tiền rừng biển bạc, nước vách đổ tường mà anh mang về đi nữa nó không có ý nghĩa. Vì ý nghĩa đối với em trong cái cuộc đời của chúng ta là hạnh phúc của cả hai, là sự quan tâm, là chăm sóc, là thời gian có bên nhau. Còn số tiền mà ta có thể bỏ vào ngân hàng là hai bên đã sống dư rồi, không cần phải giàu thêm nữa. Bớt giàu đi một chút mà có được hạnh phúc vẫn tốt hơn là trở thành tỷ phú, triệu phú mà không có được hạnh phúc của gia đình. Ta có thể nói một cách khéo léo, và người nữ đó thì dễ dàng thành công trong vấn đề mô tả cảm xúc của mình để truyền một cái thông điệp cho người chồng cảm nhận, dễ hơn là người nam mô tả một nội dung tương tự cho người nữ. Dù sao đi nữa nó cũng là một bài học nhớ đời. Nếu sau khi mô tả cái nhu cầu tình cảm để giải phóng cái nỗi cô đơn mà vẫn chưa được cái người chồng của mình đó là đáp lại một cách tương thích đó, thì ta cũng đừng vì thế mà đến thêm một lần thứ hai. Tại vì như thế nó là một sự sai lầm và bế tắc. Do đó ta phải tập làm quen, khỏa lấp các cái khoảng trống bằng các cái loại hoạt động xã hội, tìm một cái niềm vui mới trong hoạt động xã hội. Ví dụ như là chơi thể thao, hoặc là tham gia vào các lớp học ngoại ngữ, hay là đăng ký học đại học mở rộng, hoặc là tham gia vào các cái chương trình gì đó, để cái thời gian đó ta bị bận rộn theo đuổi việc học hành này hay là công việc đó, nó làm cho mình đó quên đi cái cảm giác bị cô đơn. Và lúc đó ta mới chữa trị được cái vết thương lòng do bị cô đơn mà dẫn đến cái sự vượt qua khỏi cái ranh giới cần phải có. Khi mà đó cái người mà thương mình á lại rất là chung thủy và tạo dựng hết tất cả mọi thứ cho ta. Cho nên phải thấy đó là một cái điều hết sức là ray rứt để cái cơ hội tái phạm lại nó không thể nào diễn ra tiếp một lần thứ hai. Do đó đó, trong nỗi cô đơn, việc chia sẻ với người khác giới phái là một sự sai lầm. Trong nỗi cô đơn mà đi tìm các cái hoạt động du lịch dã ngoại một mình á là cũng là một sự sai lầm tương tự. Và đến lúc đó đó, cái tình yêu nó dễ dàng được phát sinh ở bất cứ một người nào có một cái dấu hiệu gọi là ngoại giao thôi, mà thể hiện sự ga lăng, bao bọc, nâng đỡ, đưa đón, thì cái tình yêu dễ dàng được xuất hiện lắm. Cho nên trong cô đơn, trong buồn thì đừng bao giờ đi du lịch, đừng bao giờ tâm sự, đừng bao giờ giải bài với người khác giới phái. Và có nhiều người có cảm giác sai lầm rằng là việc chia sẻ với những người cùng một cơ quan hay là đồng nghiệp nói chung đó, nó không có cái gì là lỗi lầm đó.
Thì trên thực tế trong cái sự mà tìm sự đồng cảm đó đó là các ý niệm về ngoại tình trong tâm tưởng đã bắt đầu nhen nhúm rồi, như là một cái ngọn lửa đó. Và nếu không dừng lại, kéo dài cái tình trạng đó thì trước sau gì cái sự phá vỡ hạnh phúc gia càng cũng bắt đầu có mặt, như là bản chất của câu chuyện đã được đưa ra. Do đó phải khôn ngoan lấp vào khoảng trống bằng các hoạt động thay thế có ý nghĩa tích cực hơn, thì ta sẽ sống được hạnh phúc hơn. Và ta phải thấy rất rõ là hạnh phúc của con người không phải chỉ có hạnh phúc của tình yêu, nó còn có hạnh phúc của tình cha mẹ, của tình con cái, của tình thân nhân, của tình xã hội, của tình từ bi, của các hoạt động dấn thân, của các cái lĩnh vực nghệ thuật, của những cái thành công nhiều trong lĩnh vực khác, để ta bớt đi cái mức độ cảm xúc quá nặng ở trong cơ thể của mình. Thay thế như thế thì dần dần chúng ta sẽ vượt qua một cách an toàn hơn. Xin yêu câu hỏi khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con câu hỏi xin hỏi giúp người con quen. Trước đây con có một mối tình nhưng dang dở. Hiện tại con đã có bạn trai mới, chuẩn bị đi đến hôn nhân. Bỗng người yêu cũ tìm đến con, nói những lời xin lỗi và nói không thể yêu ai khác ngoài con. Con đang băn khoăn không biết phải là xử trí như thế nào. Kính mong thầy chỉ cho con. Mô Phật. Khi câu hỏi được đặt ra đó thì ta đã thấy cái trái tim của người đặt câu hỏi đó đang như ứng xử như là một cái cán cân. Và hình ảnh của người trước và hình ảnh của người đương nhiệm đang chồng chền, không biết là bên nào nặng bên nào nhẹ. Cho nên sự lựa chọn nó làm cho người đó bị bối rối như là một đống tơ vò. Để có thể dẫn đến cái sự quyết định chín chắn đó thì ta thử quay về với cái thời điểm mà mối tình đầu với cái người kia diễn ra nó như thế nào. Sự ra đi của người kia là vì một bóng hồng khác, hay là vì đi xa, rồi do công việc làm ăn, rồi do sự bất đồng của hai bên, do cái áp lực của phía gia đình mà cái cuộc tình không thể diễn ra, chứ nó không phải lỗi của người ấy, thì việc trở lại đó là có thể là một việc tốt. Nhưng nếu nó là một sự lựa chọn một người khác mà bây giờ thất tình với người kia, hoặc là không thành công với mối tình của sự lựa chọn mới này, rồi người ta mới quay trở về và thấy rằng là mình là một sự lựa chọn lý tưởng đó, thì sự vây về đó đôi lúc nó là một vấn đề. Có nhiều người ông chơi cái trò đánh đố đó, khi bị ruồng bỏ hay là bị mất đi cái trọng lực ở trong tình yêu với một người nào đó, thì thường muốn tìm một hình bóng của một người khác lắp vào để nhử cho cái người kia có cảm giác tức tối rằng là mình cũng có giá lắm chứ, đâu đến nỗi tệ lắm đâu. Và do vậy ta có thể bị sử dụng như là một cái con cờ. Thế thì phải mình phải tìm hiểu rõ bản chất, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là khi mình đã đến với cái người đương nhiệm trong cái thời hiện tại tiếp diễn mà mình vẫn còn những cái cảm giác là xao xuyến với cái người cũ, thì vậy là mình chưa yêu cái người này thật sự, tức là bản thân mình cũng có vấn đề đấy. Còn nếu mà mình thương yêu cái người hiện tại tiếp diễn này thật sự đó, thì cái người kia giàu có đến với mình đi nữa, nó đã kết thúc rồi thì vẫn phải được xem như là đã là của quá khứ chứ không phải là của hiện tại nữa. Quá khứ đã trôi qua và nó không có giá trị để tham khảo nữa, cho nên ta không cần phải đặt ra cái bàn cân là nên chọn ai trong tình huống này. Vì vậy giờ câu hỏi có thể đặt ra là khi ta chia tay với mối tình cũ, cái người hiện tại tiếp diễn này đến với mình đó, là một cái khoảng để ta lấp vào cái sự trống trải của mình hay không? Nếu câu trả lời là có, thì ta đang biến cái người hiện tại tiếp diễn này trở thành nạn nhân của sự thất bại tình yêu của chúng ta, thì câu trả lời là không nên tiến tới tương lai với người đó. Bởi vì ta có thể có cái xác với người đó, còn cái hồn ta đang trao cho một người nào đó. Như vậy cái bế tắc ở trong tình huống này đó, nó có thể rất là lớn và nguy kịch ở trong tương lai. Còn nếu nó là một cái tình huống tình yêu thật sự chớm nở giữa hai người, và người này có những cái tư cách phẩm hạnh, nghề nghiệp ổn định, thì việc tiến tới hôn nhân với người đó là điều đáng nên. Và khi ta quyết định chọn người này thì cũng đừng bao giờ để cho cái sự tiếc nuối với người cũ là một cái mối đe dọa mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ, trằn trọc, băn khoăn, rất chẳng thành. Do đó quan trọng nhất là phải dứt khoát.
Một trong các định nghĩa